V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1855 990 9000. Với mục tiêu là sức khỏe và sắc đẹp, Osco không ngừng cho rider những sản phẩm tuyệt vời nhất về chất lượng và giá thành. Loveiscare.com 1855 588 9900. giải độc gan chống oxy hóa hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashop.tv.com 1855 855 5888. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp xin vào trang contact com để biết thêm chi tiết. Good morning xin xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng ở khắp mọi nơi. à và thưa quý vị, ngày hôm nay thứ hai đầu tuần chúng tôi gồm có chú Phạm Cơ, anh Vũ kiểm và Tư Minh trong chương trình cà phê sáng và xin chào chú, chào anh, chào tất cả quý vị. chào chị Tư Minh, chào anh Vũ và chào quý vị khán giả của cà phê sáng. À, vô Kiểm kính chào tái ngộ quý khán giả và anh Cơ, à, kính chào uh, quý thân chủ khách hàng của Cà Phê Sáng và chào cô hàng Cà Phê Tường Minh. Em phải uh, đợi em xíu, em phải uống xăm. <cười> 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 Ngày hôm nay em cảm thấy buồn quá, em cảm thấy lôn lì, em cảm thấy cô đơn quá. Em uh, sẽ uống xăm đen của Vinashop bảo trợ, coi coi em có lên được tinh thần miếng nào không anh ơi. Dạ, chú Cơ chú cơ kia cũng... <laughs> cũng cũng cố mà xé. Tại vì bây giờ máy mà tuổi như này mà cũng còn xẻ được chứ còn lợ mà xẻ không được nên là còn mệt nữa. Vâng, yeah. uh, anh Vũ Kiểm uh, có uh, cái uh, cảm xúc nào trong sáng ngày hôm nay đặc biệt không? Cảm xúc một cách nói chung á, nói chung nó riêng gì được nữa. Anh có cảm xúc anh cứ nói thôi, ai cấm đâu. <laughs> Thì ra cô hàng cà phê đang một thời giờ để uống sâm <laughs> <laughs> biết là có lá lớn nữa Đó là cảm, vậy cảm xúc mà tự nhiên của tôi anh anh đó im. vậy mà mình mình đá vào cho anh để tôi mình uống sâm tôi cũng mua thời anh giờ im. để tôi có nghĩ cái cách để mà tôi cù lét khán thính giả cho vui câu chuyện cà phê sáng nay vậy thôi Thiệt không luôn. có hại ai hết cả Thiệt vui luôn. mà dạ. à. uh, thật ra thì từ ngày mà được bảo trợ cái sâm đen này em thấy vui lắm cái hai ngày thứ bảy chủ nhật không được uống em thấy buồn <laughs> dạ tại vì uống thí dụ như là mình mất ngủ mình thấy là mình không có đủ energy em thấy uống sâm đen vô nó nó tự nhiên nó nó tỉnh người á dạ à, tuy nhiên thì cái cảm xúc mà tụi mình cảm thấy buồn cũng như là cô đơn chống vắng thì nó có thiệt anh vũ kiệm chứ không phải là em mua thời gian đâu anh vũ kiệm Dạ. em <laughs> Nghe nói gì mà sợ vậy anh cơ? Em em là con người là rất là thích à, thích à, cái sự gần gũi. Em thích hớt, em thích bắt tay, em thích ôm, em thích vuốt ve, vân 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 và vân vân. Nhưng mà trong cái thời buổi sáu phút này là có nhiều người nói là tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau? Phải đứng xa tới sáu feet lận thì thật sự là rất là buồn anh Vũ Kim ơi cái um, đức, hy sinh. Pit, yeah. đức hy sinh của cô hàng cà phê đâu dạ, em không vì có đức đó. <laughs> vì nhân loại và vì đồng nghiệp hả uh -huh. thì, thì 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 đức hy sinh thì em không có nhưng mà cái đó là không phải là cái đức hy sinh mà cái điều bắt buộc trong cái thời gian hiện nào, hiện tại bây giờ à, cho nên nó là mình phải làm thôi à, chứ không phải là tại vì có đức hy sinh hay không nhưng mà buồn thì vẫn buồn em hỏi anh bình thường mình gặp một người mình quý mến mình được quyền mình bắt tay mình được hớt hay là mình có thể ngồi sắp uh, sắc sát vào nhau tìm một chút hơi ấm chẳng hạn nhưng mà thời buổi này là ai cũng xa ai hết Thôi anh có thấy buồn cơ không trả lời đi anh cơ. tôi tôi không cho đó là cái điều quan trọng và căn bản bởi vì uh, nếu mà chỉ thân với ai để có thể ngồi gần nhau được thì cứ đi thử test đi <cười> <cười> nếu mà không nào cả hai âm thì tha hồ mà ngồi sát mà ngồi Uh, mát xa rồi mát gần gì cũng không, được hết đó. Yeah. không phải không phải là là sát đến nỗi mà mà uh, uh, tình cảm trai gái thì nó khác nhưng mà thí dụ như là mình có một người bạn gái thì chẳng hạn bình thường uh, mình ngồi mình có thể đụng đụng chạm chạm mình có thể ngồi gần với nhau mình có thể uh, đụng oh, chạm chỗ này nó gây ra nhiều nguy hiểm ở chỗ khác <laughs> nhưng mà cái thời buổi này đó là ai nhìn ai cũng ok no. xa hay chưa cái điều của hàng cà phê đang trình bày uh, nhiều phần tôi nghĩ là muốn chọc ghẹo khán thính giả. Trên thực tế, nếu cô có một người bạn nữ đi, bạn trí thân, hai người có thể vẫn tới nhà nhau. Ở trong nhà của của cô đâu có cảnh sát đâu dạ yeah, nhưng mà ngoài cái, trừ cái... mà đứng ôm nhau ở ngoài gốc đèn cái, ở ngoài công cộng, cái, à, cái vấn thì đề, thì có vấn đề, đúng rồi. không <laughs> nhờ vì vấn nhiều vì đề... nhiều cái đúng nhà nó kẹt, à. Yeah, à. ra gốc đèn. Yeah. Yeah. À. no. cái vấn đề mà mà gọi là uh, có ai thấy hay không ai thấy là không phải là quan trọng, mà cái ừ. vấn đề là bản thân của chúng ta uh, phải uh, tự bảo vệ là cái vấn đề khác. Thế bây tại giờ, sao cô ta thán? Thấy thì buồn, chưa? thì cảm thấy buồn, oh, oh, buồn thì nó có buồn thật Mâu thuẫn nội tại Dạ, thì phải xa nhau nên thành ra mới có cảm giác buồn Chứ, <cười> <cười> Chứ mà nếu được gần nhau thì đâu có cảm giác đó đâu Cái thời buổi này đó, bữa hôm qua à, Tường Minh có đọc cái bài, à, cái cái chuyện ngắn của nhà văn Hoàng Chính Canada đó Thì cũng là một cái nhà văn quen thuộc à, của Tường Minh cũng hay đọc Thì à, à, anh này anh nói chứ cái thời buổi mà ho một tiếng còn hơn là người ta cầm súng mà người ta khủng bố nữa chỉ cần một tiếng ho thôi là coi như là thiên hạ nháo nhào à, và rất là lo sợ và cái 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 chuyện lệch cân cán đời của anh biết rất rất là ý nghĩa mà mình rất là thích bởi vì mình cũng muốn đem ra cái chương trình cà phê sáng ngày hôm nay để mà có thể mình nói chút xíu thì đại khái là cái câu chuyện là à, cái anh này say rượu lái xe rồi xong rồi bị lạc tay lái thì đụng vô à, một cái người kia làm cho cái người kia bị văng ra đường rồi xong rồi gãy tay thì tới cái ngày phiên tòa xử thì anh ta vô xử thì cái người mà bị gãy tay đó cũng vô thì đáng lý là anh đã bị tội nhưng mà anh ta ho rất là nhiều và có cái 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 biểu hiện giống như là bị uh, covid 19 vậy đó gọi là gọi là việt nam mình là, là thích gọi là uh, COVID virus vũ Hán thì mới chịu cơ virus tàu. À, thì ông tòa ông tha bổng cho cái tội say rượu lái xe nhưng mà ông bắt về cái tội là ngộ sát. Bởi vì ảnh đã biết ảnh bị bệnh uh, nhiễm coronavirus rồi mà vẫn đi ra ngoài, nghĩa là mang cái tội ngộ sát người ta thì không biết là với cái kết luận như vậy thì chú cơ với lại anh vũ kiểm và quý vị nghĩ như thế nào thí dụ như là có những người chúng ta rất là bình thản rất là vô tư thậm chí là mình có một người bạn y tá và ngày hôm nay thì cổ biết là cổ bị coronavirus cổ sống ở trên austin á thì có một bệnh nhân họ biết họ bị một người thân nhân họ biết là họ bị coronavirus nhưng mà họ vẫn đến và không có khai báo rồi đi vô gặp người bác sĩ và gặp người y tá này rồi cuối cùng người bác sĩ và người y tá cũng bị nhiễm bệnh luôn À, thì cái đó, đó là vợ của một người bạn của mình ở trên austin thì uh, mình thấy là nếu như mà chúng ta uh, như vậy thì có phải là chúng ta uh, cái tội cái tội đó là cái, cái tội ngộ sát không um, thiếu ý thức vô trách nhiệm thì, thì từ cái thiếu ý thức cái tới chuyện ngồi sát hay đó. không là chuyện quan tòa, hỏi luật sư bảo. Nhưng mà đang nói cái đề tài này, tôi muốn trở lại với lại cái tin nãy anh em chúng tôi làm Chào Bình Minh mà rất tiếc không có đủ thì giờ để đi vào chi tiết. Tức là anh Cơ loan một cái tin vô cùng độc đáo của hãng Tông Tấn AP. Cái tuần lễ vừa qua nước Mỹ đó, nó bị xáo trộn nó hoàn toàn thay đổi. Nó ví như là 52 cái con bài trong cái cỗ bài mà nó được shuffle. Uh -huh. Bây giờ lật ngửa lên ván bài lật ngửa không biết nó là cái con gì. <laughs> Anh cơ đi trở lại chi tiết đó trước khi đó, mình đi lại cái này, này. cái bản ừ, tính thú vị dạ, chưa? Bộ dạ. bộ bài 52 lá. Dạ. Thế thì người ta đã xáo rồi. Dạ. Thì bây giờ nó vì như nước Mỹ, qua những bộ bài nó xáo xong rồi. Dạ. Thế bây giờ có người vô ý đùng một cái, cái nó rơi xuống dưới đất. Thế thì phải lượm lên sắp lại thôi. Thế nhưng mà khi lượm lên nó thì họ mới thấy dưới đất đó có con bài nằm sấp, con bài nằm ngửa nhiều cái con bài mình bỏ lên rồi nhưng mà mình không có biết rằng nó ngược đầu bởi vì con bài hai đầu nó giống nhau nhưng mà vô nó giống nhau đến cỡ nào đi nữa khi mình bỏ lại ngược đầu nó vẫn là cái ngược đầu. Đà. Anh đó họ mới kết luận rằng là cái nước Mỹ bây giờ sau cái tuần lễ vừa rồi nó giống y như cái cổ bài 52 lá rơi xuống rồi nhặt lên góp lại nó Đã sẽ bị thay đổi từ gốc rệ rễ và không có bao giờ không mà còn tưởng tượng như được, xưa giờ không à. còn như xưa rồi, rồi, mà không tưởng tượng được cái sự thay đổi đó nó như thế nào Đà. cái cái ví dụ đó ghê gớm tôi không ngờ rằng một cái hạt tin hạt AP mà họ viết một cái bài hay còn hơn là văn chương chữ nghĩa và quá Đúng. sức Đúng. cái nhận định sâu sắc còn trở lại với câu hỏi của Tường Minh đó là chúng tôi nghĩ gì về cái trường hợp của người bạn mà tiếp xúc với là một bệnh nhân mà cái bệnh nhân đó vô tình hoặc là cố ý mình chưa biết ha. Biết tức là tự cá nhân đó biết là đã nhiễm coronavirus nhưng vẫn đi vào đường tung tăng, đó. À. dân dăng, dung về thì có tội hay không? Yes, có tội, có tội chứ? Về mặt đạo yeah. đức có tội, có chuyện ngộ sát hay không, cái đó là bên phía luật pháp, yeah. <laughs> nên không hỏi chúng tôi được. Yeah, yeah. Đúng rồi, tôi đồng ý với anh. Yeah, yeah. Chuyện đó là chuyện vô, vô không có nên làm. Yeah. À, thành thử ra mình thấy là mọi người, thí à, dụ như là người ta khuyên đó là bây giờ trong cái thời gian này mà mình có bệnh, bất cứ cái bệnh gì có cái triệu chứng bệnh thì mình nên ở nhà để mình cách ly ra khỏi hay là mình đi tới những cái vùng mà nó có bệnh thì mình về mình cũng phải tự ý thức bởi vì một người chúng ta mà có bệnh thôi thì đem đi ra ngoài thì là coi như là không biết là mình sẽ lây like cho bao nhiêu người và ảnh hưởng tới bao nhiêu người khác có khi là hại tới tính mạng của người ta nữa thì ngày hôm qua lúc mà mình để ở trên cái Facebook về cái hình profile đó thì mình có nói là stay home, could safe uh, life <laughs> thì có mấy người bạn ở trong đài vô nói chứ tại sao bà kêu tôi đi làm <laughs> Stay hôm thì cái thời gian này thì đầu chương trình thì mình cũng kêu gọi thôi là hình như là chín giờ rưỡi sáng này chúng ta cũng sẽ có một cái live về à, à, thành phố Houston sinh sẽ cho mình biết là mình có bị à, giới nghiêm hay là không à, phải không anh vũ kiểm cũng như là chú cơ à, thì đó là cái tin từ hôm qua cái cuộc họp báo chúng ta chưa biết quyết định nó như thế nào vì uh, ông Silver Turner cùng với lại bà thẩm phán quận bà Hudago sẽ tuyên bố cái điều đó vào 9 giờ buổi sáng rưỡi. ngày hôm nay. dạ. dạ. 9 giờ rưỡi sẽ có tiếp cái theo like. sau cái quận ở bên uh, thành phố Dallas. Chúng ta hiểu là tại vì cả hai vị thị trường đều là bên phía đảng dân chủ. Dạ. <laughs> dạ vâng. Nhưng mà cái con số thì nó cũng tăng quá thành thử ra đi đương nhiên là một cái điều À, mọi người cũng phải lo lắng không phải em không có đồng ý với anh là cái chuyện dân chủ hay là cộng hòa ở đây nhưng mà cái chuyện là có những cái ca lây nhiễm cộng đồng thành thử ra cái giới hạn nó vẫn là cái điều tốt à, đối với tường minh thì thấy đó là cái điều tốt nếu mà không có giới hạn thì chúng ta cũng tự giới hạn thì nó vẫn tốt hơn à, bởi vì mình càng tránh tiếp xúc với xã hội càng nhiều thì càng tốt trong cái thời gian này à, chú cơ nghĩ sao chú cơ dạ, à, thứ nhất là vì mình không biết rằng mình dương tỉnh hay âm tỉnh À, ngay như bây giờ nữa mình đi thử mình dương tính Nhưng mà trên đường trở về nhà à, Mình đi ghé ngang đâu đó Thì mình cũng có thể à, bị lây cái dương tính chẳng hạn Thành ra à, cái con người rất là dễ lây lan Và vì vậy cho nên chính phủ họ mới kêu rằng là chúng ta nên từ ở nhà Bởi vì càng hạn chế cái sự cách ly Càng hạn chế cái sự đi lại càng nhiều Thì nó càng ít gây nguy hiểm cho người khác Bởi vì mình không biết mình là ai Ngay cả vấn đề mình thử dương tính rồi chỉ chỉ là từ đó từ khi mình thử dưỡng tỉnh về trước mà thôi còn về sau thì không có thể ai kết luận được gì nếu mình còn cứ dung dăng dung dạ thành ra uh, quý vị nên cẩn thận cái chuyện đó là cái chuyện cần thiết nhưng mà nếu quý vị không có thấy rằng là mình có triệu chứng gì hết á, thì không nên uh, đến sắp hàng từ phi rằng là quý vị thích đi sắp hàng thì chúng tôi không nói còn không nên từ đến sắp hàng ngoài từ khi nó dễ dàng thì mình cũng nên đi thử cho biết. Dạ. Tôi không cần phải đi thử tại vì tôi biết chắc từ vi nói cái, cái tuổi của tôi tôi là âm nam. Cho nên chắc như bắp. <laughs> không. không có dương nam, âm nam. <laughs> là là sẽ sẽ không dương, không có dương bao giờ phải không? Sẽ ừ. là âm không? Âm, âm tính. Nam. Dạ, à. anh là à, nam tính hay là nữ tính hay là đồng tính? Đồng tính hay cũng là Không sao. <laughs> việc đường oh, dương tính đâu là đâu được đó. âm đúng nam đúng. hoặc là dương nam chứ không có hoặc âm nữ hoặc là dương nữ. Từ dạ vâng. Linh chúng tinh. tôi cũng mời quý vị uh, có thể uh, gọi vào cũng như là uh, có những ý kiến trong cái vấn đề cái tình hình mà chúng ta cảm thấy là nó càng ngày uh, nó càng uh, có như là những người mà từng minh tiếp xúc á uh, gọi là lạc quan lắm rồi đó là những người mà trước giờ nói là đây chỉ là một cái uh, cảm cúm rất là bình thường thôi sẽ tự khỏi vân vân và vân vân đủ thứ hết đó thì bây giờ mọi người có vẻ như là cũng Xìu uh, xìu bớt lạnh rồi lạnh cẳng. lạnh chân hết <laughs> rồi không phải là giống như hồi xưa nữa bây giờ chú cơ cũng là một trong những người đó nè bây giờ chú cơ có lạnh cẳng chưa không không hả không vẫn không, không, không có sợ gì hả đâu có gì đâu phải sợ tại vì thế này uh, bây giờ ví dụ như tôi nói chuyện mà hồi nãy trong bản tin có nói đó tức là nếu bây giờ càng ngày người ta thấy nước Mỹ dương tính càng nhiều thì sau một tuần nữa thôi thì nếu mà còn dương tính nó lên đó thì khi đó mình mới ngán là vì lúc đó nó còn lây lan còn mà bây giờ trong hai tuần từ khi mà dương tính thường cho tới hai tuần tại vì cái thời gian phát bệnh là hai tuần mà trong thời gian này là những cánh chàng ngơ ngơ ngoài đường đó đó mình vẫn thấy đi vô đi ra cười toe tuyệt là nó dương tính mình đâu có biết thành ra <laughs> cái chuyện đó mà bây giờ nó có dương tính đi nữa thì nó cũng vẫn là nó mà thôi nó cũng có gì thay đổi ngoài từ không. Bây giờ mình đâu có biết tính. cái số có lượng nữa vẫn ở trong người của người ta. Là nó mình cũng không có làm gì được cái chuyện đó thành ra nếu vậy đó bây giờ họ bị ra là dương tính thì mình càng vui cho họ nữa mà càng vui cho mình chứ không phải vui cho họ, vui cho mình là họ sẽ tự cách ly. À, thì đó là một cái điều tốt cho mình vậy thôi nhưng mà những yeah. người mà chưa có chưa có biết được đó bây giờ đó là cái số lượng ở phía bên ngoài mà chưa có biết đó à thì đừng đứng, đi đâu đứng bên cạnh của chúng ta à, chú Kênh, vũ kiểm anh cường đằng kia thì mình đâu có thể nào biết được là ai có con virus hay không đúng không đó là đấy. những người rất là thân rất là quen rất là thân thuộc của chúng ta làm việc chung với chúng ta mỗi ngày nhưng mà họ có hay không có thì mình cũng đâu có thể nào biết được À, trong khi có con số thì nó càng ngày nó càng nhiều lên bây giờ là nước mỹ đang đứng thế, thứ ba rồi đâu có phải là ít nữa bây giờ chỉ có đứng sau trung số quốc với lại chết là bao nhiêu dạ, đó. đứng đứng chỉ có sau trung quốc với lại italy thôi thành ra cái đó cũng là một cái điều mà mà chúng ta cảm thấy là cũng rất là à, đáng sao mà phải nước suy nghĩ mỹ chứ? sau trung quốc với italy bởi vì nước mỹ dân số Hoa đông cơ. đảo Dạ yeah, là cái chuyện đó dùng sao sao mà dân số, là số của đó. nước Mỹ mà đông đảo như là Ấn Độ, Sắp tới giờ phải chạy quảng cáo <laughs> cho anh Cường, nếu chưa tôi muốn hỏi khó cô Hàng Cà Phê một câu. À, có quý vị thính giả hỏi chứ cái point là cái gì? Cái point ngày hôm nay thì ngay từ đầu thì tụi mình đã đưa ra đó là cái vấn đề mà khi chúng ta à, đi ra đường à, nhiều quá bây giờ có phải là chúng ta à, vô trách nhiệm với cộng đồng hay không? À, chẳng những là vô trách nhiệm với à, cộng đồng mà còn là vô trách nhiệm với gia đình, bản thân cũng như là công ty của mình nữa thí à, dụ như là bây giờ mình ở trong cái một cái hãng đi chỉ cần một người chúng ta đã bị nhiễm coronavirus thôi thì nó sẽ ảnh hưởng tới nguyên cái cái hãng của chúng ta làm hoặc là một người trong nhà thờ bị nhiễm thôi thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng cho cả một cái nhà thờ đúng không anh Vũ Kiểm? đó là cái biện pháp mà chúng ta thấy tại sao là tổng giám phận Jefferson Houston đã đưa ra và chỉ thị xuống cho toàn bộ các nhà thờ để mà thi hành. Đã. Cái chính ở đây đó là đây cái coronavirus này nó là một cái kẻ thù giấu mặt, chúng ta không biết nó ẩn hiện ở lúc nào hết. Cho nên nếu mà theo các nhà chuyên môn, cái rủi ro càng cao khi mà càng nhiều người cứ chung đụng, đứng gần với nhau hoặc là tụ tập với nhau. Cho cái biện pháp có thể không cần dùng thuốc, không cần phải bác sĩ gì hết, chúng ta tự làm đề phòng được là tránh tới những cái chốn đông người, đó là lý do tại sao hàng quán cấm những cái công việc mà không cần thiết đều coi như là bị cấm hết, ngoại trừ những cái nơi cần thiết chúng ta vẫn phải đi chợ mua đồ ăn thức uống cho gia đình, nhu yếu phẩm hàng ngày cho con cái sữa thì vẫn được mở nhưng mà vẫn mở trong cái giới hạn họ đã để một cái giấy thông báo bố cáo trên cộng đồng là tạm thời thay đổi thời khóa biểu, giờ mở cửa ngắn hơn. Và cũng có những cái tiệm như anh Cơ đã loan 99 store và bây giờ một số những tiệm khác tuân theo cái 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 phương cách đó để giúp cho các cụ thành phần cao niên có được hai tiếng đầu tiên để mà đi mua sắm những cái nhu cầu của riêng các cụ cũng là cái biện pháp tránh đến cái trốn đông người cho nên cái thông điệp cái point ở đây nhiều khi các cụ lại không biết cái point là cái gì tức là cái mục đích cái nội dung chính của cái chuyện cà phê sáng Hôm nay của chúng tôi là muốn nhấn mạnh và tiếp tay với lại chính quyền từ cấp liên bang cho tới tiểu bang cho tới địa phương là nếu chúng ta tránh được tới những cái chốn đông người thì nên tránh, tránh Chứ đi đừng ra có tiếp tay để mà lan truyền cái dịch này với người khác thì đó là cái điều mà nãy tôi cũng tính chọc ghẹo cô hàng cà phê là cô đưa ra những cái điều mà tôi thấy lo quá ý cô muốn là cô muốn ở nhà cô muốn nghỉ không đi làm đó là như vậy <laughs> anh cơ à vâng thì uh, nhưng mà tiệm cà phê thì bắt buộc phải đóng cửa tại sao đó là một nơi mà người ta đến uh, cũng là mua cà phê hay thì nào thì thực sự ra thì quý vị mua cà phê đến tiệm cà phê là đúng right, nhưng mà ở nhà à. mình cũng làm được cà phê yeah. ở nhà mình cũng làm được cà phê và cái chuyện quan trọng là khi mà mình đi lang thang ở trong cộng đồng nhận hàng thì mình sẽ lấy người khác đó. mình sẽ làm cho nếu mình có bệnh và mình Đúng. sẽ làm lấy người khác và thực sự ra mình cũng không biết là mình có bệnh hay không mình là thấy là mình không dạ mình. Yeah, mình mình thấy mình không có bệnh nhưng gì mình chỉ không có bệnh thôi nhưng mà bệnh mình có thể mình bị rồi mình chưa phát thành ra cái chuyện đó cũng là một cái chuyện đáng để ý hoặc là những cái người khác họ lấy lại bệnh cho mình rồi mình lấy người khác nữa thành ra hẳn cấp số nhân và nó làm cho cái số lây lan càng ngày càng nhiều cho nên cái điều mà chính phủ muốn đó là nên hạn chế đi lại càng nhiều càng tốt người là thật sự là cần mới đi nhưng mà bên bên nước Mỹ này nó còn đỡ hơn là chúng ta cần chúng ta cứ việc thấy là cần là đi à, bên tây à, thì rõ ràng bên Ý cũng vậy đi ra mà không có giấy tờ là bị phạt ví dụ như đi bác sĩ thì phải có giấy chứng nhận bác sĩ à, đi à, mua thức ăn thì phải có chứng nhận làm sao để trong nhà mình hết thức ăn hay là có ai làm gì đó thì để khi mà bị bắt đó thì mình có cái chứng nhận còn nếu không thì người ta phạt và họ phạt rất nặng để cho mình sợ mình không có đi cho nên cái điều quan trọng nhất mà bên nước Mỹ này nó rất là tự do cho nên người ta khuyên mình là nên ở nhà và từ cách ly càng nhiều càng tốt nghĩa là trong cái giới hạn mình có thể làm được yeah. nghĩa là trong cái ý thức của mình thôi đúng không Giờ dạ, à, đúng rồi thì dạ. đương nhiên ý thức của mình thì mình càng giới giới hạn thì mình bảo vệ cho gia đình của mình trước. À, tuy nhiên thì có những cái công việc thì chúng ta vẫn phải đi làm. Thí à, dụ như à, hôm qua thì nghe nói là ở trong hôm Depot thì vẫn rất là đông. À, chợ búa thì cũng thấy còn nhộn nhịp lắm, cũng chưa có đến nỗi nào mà vắng vẻ. À, chỉ có nhà hàng, quán xá, đường xá thì có vẻ vắng bớt bởi vì người ta quốc phâm hôm hơi nhiều à, nói chú cơ yeah. chứ không không có đến nỗi là giống như là nó nó lặng lẽ như tờ đâu nó cũng có những cái sinh hoạt bình thường cũng cũng còn bình thường à, không biết là nếu như mà thành phố hi sinh khi mà có cái lệnh giới nghiêm á coi à, như là ở tại nhà không có ra đường đó thì nó sẽ như thế nào à, nhưng mà chắc chắn là những cái lệnh này thì cũng có thể cũng có thể sẽ xảy ra cho Harris County bởi vì Harris County cũng là nơi mà lây nhiễm cộng đồng đang được báo động là nó nó khá là nhiều. Nhưng mà tụi mình rất là thắc mắc là thí dụ như là khi mà cái lệnh giới nghiêm là gọi là shelter in place đó thì trong cái lệnh đó thì mình mình nó bắt mình phải làm gì ta? No shelter in place cũng đâu có nghĩa là giới Chứ nghiêm. Nó phải là giới nghiêm. Nó no. phải là giới no, Shelter The in place là thường. Uh -huh. Shelter in place là hiện nay đó. Dạ. Yeah không là chưa. bên uh, bên cali dạ thì họ kêu cái chữ đó thôi dạ, dạ. dạ. vậy dạ. thì bên cali là bị mọi giới nghiêm người... chưa không kêu gọi chính kêu mọi người đó. nên ở trong nhà đó nên ở trong nhà so template là nên ở trong nhà tránh tức là giới hạn cái mức đi ra ngoài càng nhiều càng tốt trong trường hợp đó là so template tức là nhẹ nhất cơ phiếu là giới nghiêm thì chỉ biết rồi còn khi mà quarantine đó, tự cách ly đó là, là cách ly luôn là không có được ra là không được ra đường <laughs> như lại. Không, không không đó đó là điều tôi đang muốn nói tại vì có người đã đặt câu hỏi đó, đó. với lại chương trình của doctor Gupta Sinan với lại Anderson Cooper với lại bác sĩ trưởng của viện y tế quốc gia bác sĩ Anthony Foxy thì được giải thích là khi mà bị cách ly ở nhà đó trong phạm vi cái property riêng của mình sân trước sân sau vẫn có thể đưa con ra ngoài chơi trong sân nhà mình được nhưng mà không ra đường được chứ không phải là khóa cửa lại đó là cái điều vô cùng là quan trọng nếu trong trường hợp bị cái lệnh đó chứ không phải là khóa cửa lại đ đứng, đứng gần hàng rào không, người ta anh vẫn đó. có thể mở cửa anh đi đi hai ba bước trong cái sân của mình thôi okay. dạ. à. giới hạn trong nhà nhưng mà dạ. vẫn được dắt chó đi dạo vòng vòng đúng không đúng nhà không. không trong sân gì ra thì nó không, 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 diện cái, tích của nhà của chị đúng thôi. rồi chứ không đi cái đó là bị ra đường cái được. đó là bị cách ly đúng rồi còn nếu như những cái trường hợp khác thì mình vẫn có những cái sinh hoạt bình thường đi bộ vòng vòng mình đúng đi đó. tập thể dục đúng tại đó. vì Tui cái chỗ chỗ tập thể dục bây giờ ai mở nữa không, cô? không, đi, không đi, đi, đi bộ, bộ thôi, đi, đi bộ, tập bộ, thể dục đi bộ, tại các nhiều bạt nhiều cái trail bây giờ cũng đóng tại không, vì không, nhưng quá đông nếu anh đi ngoài đường sơ sơ thì ok được gì không thôi ở nhà ở nhà nhiều quá người ta gọi là chưa có bị bệnh mà bị bệnh tâm thần á thì đúng rồi thì đi mà bộ được họ mới cho nhưng mà đi không ra có như vậy. đi cái kiểu rung dạ. răng rung rẻ dạ, không nắm tay nắm chân được. Đấy thì đó là cái nỗi cô đơn của em đó. <laughs> bây giờ mời quý vị gọi dạ, vào góp vâng, ý dạ. ra nắm chưa đủ à? À. à. mời quý vị gọi vào 7139311560 trong chương trình cà phê sáng ngày hôm nay à, giống như chú cơ nói là thế giới cũng như là nói chung cũng như là nước Mỹ chúng ta à, nơi mà chúng ta đang sinh sống đây nói riêng thì à À, giống như là một cái bộ bài mà nó bị xáo trộn lên à, ngược đầu ngược đuôi à, lá úp lá ngửa tùm lum hết à, Thì cái cuộc sống của quý vị cảm thấy là nó có quá bị xáo trộn hay không Và à, quý vị đang nghĩ cái gì về cái, cái điều này à, Đối với những người mà thanh niên những người trẻ khi mà đi ra ngoài thì họ vẫn nghĩ là “Ô tôi rất là trẻ tôi là thanh niên à, Tôi đi ra ngoài lỡ có bị bệnh thì nó cũng sẽ sau mười mấy ngày nó sẽ phục hồi hay không nhưng mà cái điều đó là một uh, có sẽ nhiều làm bận... lây người già dạ, như tôi. Dạ, dạ, cũng là một cái tội ác đối với uh, cộng người đồng. với người già như dạ, tôi. Dạ. <cười> <cười> Chúng tôi xin uh, chào đón một thính giả trên đường dây. Xin, uh, dạ. dạ, xin chào. Dạ xin chào. Chào chào quý vị giả. Dạ chào anh, nay, cho biết quý danh được không anh? Dạ Dạ rồi, mời dạ. anh uh, cho ý kiến. <laughs> hôm nay cho gặp già cơ đi nữa đi Già cơ đó, dạ hôm nay có già cơ dạ. À, thưa anh à, Già cơ, già cơ cho hỏi tôi chắc Các cái tuổi sắp thủy của già cơ đó Họ khỏi ấn phân tuổi 2 tuổi gì đó thôi Dạ vâng, mời Thì, anh à, Xin già cơ xác nhận Xin già cơ xác nhận là Anh xác nhận Đoàn chuyện rồi, gì ạ à? à? Xác nhận chuyện gì thưa chú không nghe được chú rồi, chú đâu rồi? Dạ. Chúng tôi không không nghe được chú nói nữa, không biết là lý do tại sao. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vào 7139311560 À, hoặc là quý vị có thể để những cái comment ở trên livestream Facebook của Việt TV. Và nếu quý vị muốn theo dõi những chương trình của Việt TV thì quý vị cũng hãy follow uh, cái trang của việt tv facebook để mà uh, chúng tôi trong cái thời gian này chúng tôi sẽ có nhiều những cái chương trình uh, mới để mà cập nhật về tình hình corona virus cũng như là uh, có những cái chương trình mà chúng tôi cảm thấy hữu ích cho cộng đồng thì chúng tôi cũng sẽ like ở trên uh, facebook ra một cái phương tiện rất là nhanh để đi đến quý vị uh, nếu quý vị muốn theo dõi thì hãy uh, bấm vào cái follow win với uh, việt tv facebook nhé uh, chúng tôi thấy có một tính uh, giả tên là Phở Phố Hồ Phô Hồ là anh Vũ Kiểm. Du ừ. kiểm chứng tin tức từ CNN, ông ông có biết CNN là một đài chuyên môn fake news nghe từ Việt TV. Du bỏ nghe đi, kẹo bị Du bỏ nghe đi, kẹo bị không, chửi. Không 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 không. À, này nói như vậy ý, là, này nghe nói là... như vậy là, rõ là, cái ý rồi. Dạ. À, uh -huh. dạ. Tức là đây là những cái lúc mà chúng tôi chỉ ngắn gọn và rất lễ phép để mà thưa một lần rồi thôi. Chúng ta luôn luôn có những cái thành phần gọi là chống đối hoặc là bất đồng quan điểm. Nhưng mà đây là không phải là cái ý kiến xây dựng. Chúng dạ. tôi xin miễn bản. Dạ cảm đúng ơn chính xác bảo. là như vậy nhé. À, chúng tôi sẽ quay trở lại cái vấn đề ngày hôm nay thì à, trong cái tình hình là à, ngày càng à, thấy cái, cái xáo trộn nó càng lớn đối với cuộc sống của chúng ta. À, và chắc là ngày hôm nay thì khó có ai mà có thể uh, gọi là bình chân như vậy được nữa hả chú cơ đúng ý như vậy đúng ý như vậy không, khi mà xã hội nó bị xảo trồn đến tầng Đấy. gốc rệ thì làm sao mà có thể bình chân như vậy được vậy yeah. thì dĩ nhiên là cái tâm lý đó là hoang mang chứ không phải là không <laughs> ngay chính uh, tổng thống trump trong cái cuộc họp báo hàng ngày uh, để mà tường trình về tình hình của trên toàn nước mỹ Ông cũng không có thể nào che đậy được cái sự lo lắng trên cái khuôn mặt của ông. Đó là chưa kể ông cũng bị ở trong cái trường hợp là cũng bị đánh phá những cái đảng phái đối lập với lại đảng của ông, chính quyền của ông dùng cái vụ corona virus cái dịch này chính trị hóa để mà làm cái vũ khí tấn công ông cái chuyện đó là có thể ông sẽ giải quyết sau này nhưng mà trước mắt ông phải đối phó với lại người dân mỹ làm sao để vượt qua được cái nỗi lo sợ này và nếu trong trường hợp nó outbreak một cách kinh khủng cái thực tế trước mắt đủ thuốc không đủ cái mặt nạ để mà có thể cho những người nhân viên dùng hay không lực lượng đội ngũ nhân viên y tế hiện tại có đủ không nếu trong trường hợp nó bùng phát ở cái cường độ mạnh hơn nữa thì đó là những cái cấp thiết ngay trước mắt thì cái nhiệm vụ của chúng ta như chúng tôi lúc đầu chị Từ Minh đưa ra đề tài và anh Phạm Cơ cũng loan tin. Chúng ta nên tiếp tay với lại chính quyền và chúng ta nên thi hành những cái biện pháp triệt để chúng ta có thể làm được riêng trong cái trách nhiệm của chúng ta, tránh đi đường, tránh để mà tạo ra thêm cái sự rủi ro lây lan vậy thôi. Có, có những người thì ở trong nhà trong cái thời gian này cảm thấy rất là bo khó chịu bức rứt coi như là buồn chân buồn tay lắm rồi à, bởi vì à, có những à, quý vị đã phải làm việc ở tại nhà à, cũng cả một hai tuần trước đây rồi à, thành thử ra không có được đi ra ngoài nhiều rồi cũng à, rất là khó chịu khi mà quen nhưng mà mình thấy có những người đó đối với họ cái chuyện mà ở nhà là một cái niềm vui chú cơ họ thấy cảm thấy là được ở nhà à, thư giãn ở nhà làm việc ở nhà không phải đi đâu hết là một cái điều mà họ họ rất là thích thú luôn chứ không có phải là giống như nhiều người nói chứ ô oh, ở nhà buồn quá tù túng quá không chịu nổi nhưng mà mình có rất là nhiều những người mà họ ở nhà mà họ vô cùng enjoy là cái thời gian ở nhà này chú cơ chứ nếu mà được thường, ở nhà thì chú cơ sẽ là là cái người mà... mà cảm thấy tù túng hay là cái người cảm thấy enjoy, cảm thấy là 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 thích thú khi no, mà no, mình nó ở nhà tùy theo trường hợp nếu như mà mình mình đang đang làm việc mệt quá mình muốn ở nhà làm việc thì mình ở nhà mình thích vô cùng nếu mình cảm thấy rằng là ở nhà hoài boring đi vào đi ra có chuyện đó thôi mà đi lên trên đài thì gặp người này người kia nó dốc một chút cũng vui thì cái đó lại khác nữa thành ra con người nó cũng có những khoảng thời gian riêng của họ thành ra và trong khoảng thời gian đó nó cũng có những cái tình cảm nó khác nhau thành ra cái chuyện đó không thể nói được <laughs> à, anh yeah. tôi trong gia đình tôi có ba người vì như vậy cho nên tức là đã có những cái sự thay đổi cái sinh hoạt thôi Chưa tới độ xáo trộn Nhưng mà cái quân bài nó đã bị sắp xếp ngược Có ba người nhưng mà có hai thái cực Tôi với lại nhà tôi thì đồng một quan điểm Nếu mà phải làm việc từ nhà Chắc chắn nó sẽ là cái sự từ túng Mặc dù chúng tôi không phải là cái người chân đi Nhưng mà cứ như vậy hoài Nó sẽ là tù túng Nhưng ngược lại thằng con trai tôi được nghỉ học. Ô oh, yeah, ô oh, yeah. <cười> <cười> con nít mà, con vô tư. À. Con nít của em thì ngược lại, con nít của em ở nhà đó thì ừ. nó cảm thấy rất là 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 tù túng này tại vì nó uh, nhớ bạn, nhớ trường, nhớ đủ thứ hết trơn không được đi qua nhà hàng sớm chơi vân vân. Uh, rồi không có được uh, uh, đi tới nhà thờ sinh hoạt học giáo lý, học Việt ngữ không được nó sinh hoạt ca đoàn qua cái ipad để mình nó chơi game với bạn nó trên lớp Như đâu nhưng đâu mà, có bạn mà nó nói bạn là ở nó nhà không phải là được không phải bị đi học không phải thức sớm mỗi buổi sáng <laughs> đó. đó đó là đó là gọi là là cái cái con nít ở nhà của dạ. em còn còn người lớn nhà em á thì lại là cảm thấy rất là trôi sáng ra không phải là dậy sớm lên xe bus đi làm ngồi ở nhà vừa làm rồi vừa có vẻ có vẻ như là nếu mà lâu hơn nữa thì người lớn nhà em vẫn ok <laughs> ông có thấy là tỏ ra cái gì mà tù túng mà bực bội khi mà phải hiến hội trong nhà hết và có rất là nhiều người giống như vậy ông biết là quý vị sẽ là cái người mà cảm thấy là bây giờ ở trong nhà mấy tuần rồi một hai tuần rồi thì quý vị có cảm thấy tù túng hay không có một bạn thì nói là ở nhà 8 ngày rồi thân nhiệt bình thường hô hấp bình thường ăn ngủ thì là phi thường kinh tế thì đang bị coi thường cân nặng thì muốn quăng quăng cân vô cái tường còn tinh thần thì muốn lao xuống mương à, tôi tôi không <laughs> không không hiểu được những cái bài vẻ như vậy trong cái thời điểm này vui thì có vui đối với những người nào trong cùng một cái gọi là thể trạng đó thôi tôi nghĩ anh cơ cũng có đồng cái chuyện chia sẻ với tôi mà anh cũng ừ. uh, gọi là lịch sự tối thiểu anh không có góp ý cái chuyện này là cái chuyện bình thường mà à, tụi mình thấy cái chuyện này không có gì mà gọi là tiếu lâm hay là cái gì hết á thật ra đó là ai cũng thấy là trong cái thời gian mình ở nhà nhiều lâu như vậy đó thì à, đúng là thân nhiệt hô hấp mình cái sức khỏe của mình hiện giờ thì vẫn bình thường nhưng mà rõ ràng mình ở nhà nhiều quá thì mình ăn ngủ nó, nó hơi nhiều cân mình nó nó mập lên bởi vì mình Hơi xíu mình xuống tủ lạnh mình mở ra mình lục rồi. Cái chuyện đó là bình thường thôi. Khi mà anh leo lên cân mà anh nặng quá thì anh muốn quăng cái cân vào cái tường là bình thường. Thế thì nếu lại mà trong mà anh tình hình lại, này lại, mà anh lại mọi phải... chuyện như vậy đều bình thường thế thì tôi đây Vũ Kiểm xin hết ý. Không phải giờ mình hôm nay cãi nhau về, kiểu về cái đó. Đây là trong cái nhật cái người này họ buồn tình họ muốn làm bài thơ yeah. uh, lấy Văn Ương cho nó vui vậy thôi chứ không có ý nghĩa gì nhiều. Ok, rồi. close. <cười> <cười> dạ à, chào cà phê sáng Corona em không sợ, em chỉ sợ 9 tháng 10 ngày sau bùng nổ dân số thôi. <laughs> à, cái đó nó có tin cũng có đưa ra về cái dự phóng đó đó. Cũng có nhiều người nghĩ là cũng có rất nhiều những đôi uyên ương hoặc là vợ chồng lạc quan cho nên đây là cái lúc họ lợi dụng thời cơ thừa dịp ở nhà thì có rảnh giờ thì ở... giờ quá mà cho nên Dạ vâng xin chào. Là... Dạ, xin chào chị Hùng Minh à, Tôi là uh, Hùng Nguyễn ở tư ban Cô nói chiếc cách oh dạ, chị xin chào dạ, anh tôi Hùng Dạ, uh, yeah, uh, chị tôi đang coi trên đài uh, uh, tôi, thấy cái bệnh uh, à, uh, Corona này chị Nó giống như là bệnh cúm Nó cũng là à, uh, Ho, rồi uh, sốt, Ngọt kia Thì tôi nghĩ là Ví dụ như những sinh đóng như là Việt Nam, Lào, Campuchia thì có tất cả đều, bị, bị, bị bệnh hết nhưng mà cái số người bệnh rất là ít thành ra tôi nghĩ là mùa xuân hay mùa hè thì nó sẽ giảm đi vậy là không có đúng, đúng không chị thưa anh trong cái không biết, trong cái vụ này đó thì con vi khuẩn và coronavirus á, thì nó ở trong mấy cái nước mà khí hậu lạnh nó cứ kêu là ôn đới còn mà khí hậu nhiệt đới yeah, đó thì rồi. nó rất ít thành ra bởi về cho nên uh, cái vùng ở phía dưới uh, Việt Nam Lào uh, Campuchia thì nó phải tương đối là khí hậu nó nóng thành ra nó không có phát ra nhiều dạ yeah. dạ yeah, đúng rồi thì ở Nam Mỹ thì nước bắt đầu từ Mexico đến Brazil đồ Guatemala tôi thấy tất cả đều bệnh hết nhưng mà cái số người bệnh rất là ít dạ yeah, đúng rồi ra, tôi nghĩ là đây là cũng giống như trường hợp và yeah, giống như trường hợp bệnh flu Yeah. thành ra tôi nghĩ là chắc sang đến mùa xuân hay là mùa hè thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Để đến có thể là mùa xuân năm sau, mùa, xuân, mùa đông năm sau nó sẽ bị lại. Nhưng mà khi đó thì có vaccine rồi thưa anh, thành ra không cần gì phải lo hết. Còn bây giờ thì ai cũng biết rằng là nó vào khoảng chừng cỡ 2-3 tuần thì khi mà cái 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 lượng người nó lên quá cao rồi đó, mà nếu như cái dân số nó già như là dân ý chẳng hạn là chỉ có sau Nhật Bản thôi về tỷ lệ người già và bên nước Ý nó chết nhiều là vì nó chết người già đến nỗi bây giờ là chính phủ Ý nói thẳng ra là bây giờ có hai người một người già trên 60 và một người 30 tuổi đi vào hai đến hai hai người đều khó thở hết thì họ để cho người già nếu bây giờ chỉ có một cái máy thở thì họ dành cho thanh niên người già đó thì họ để cho ra đi lặng lẽ thôi tại vì họ nghĩ dạ. đường nào cũng sẽ dạ. đúng không dạ, dạ vâng Dạ Nhưng... đúng rồi, dạ, 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 dạ. Thành ra, có tất cả là hình như là 6 người chết. Dạ vâng. Dạ, anh có biết, dạ. Đúng, cái số người thì tin tức chúng tôi cập ra ra nhật hàng giờ dạ, rồi. Dạ, dạ, dạ. Vâng. Số người chết thì nhiều, rồi là nhiều hay ít là đâu? cũng tùy, ở đâu cũng tùy, theo vùng này vùng kia. Ví dụ dạ. như nước Ý, người già nhiều, thì họ số chết họ rất là nhiều. Thành ra cái chuyện đó là chuyện cũng... Dạ dạ yeah. yeah. Số người chết ở nước Ý thì hiện giờ là 5.476 người ở nước Ý. Anh muốn yeah. hỏi ở đâu? Dạ, yeah. nhưng mà tôi, tôi không à, tôi, tôi, tôi hy vọng là sang mùa xuân ấy, cái, mùa xuân. Dạ, yeah, đương nhiên. Yeah. 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 Dạ. Số này nó sẽ giảm đi, cái đó tự động giảm đi. Dạ. Yeah. Dạ vâng rồi, cảm yeah, ơn anh, anh nha. Ý. Dạ, à, quý vị sẽ có ý kiến gì về cái vấn đề mà chúng ta đang phải ở nhà cũng như là giới hạn đi ra đường trong cái thời buổi hiện tại à, anh Phong Nguyễn ở trên Facebook thì nói là ai mà được ở nhà là còn may mắn hơn những người khác vì hãy nghĩ đến các bác sĩ y tá nhân viên à, các chợ à, hoặc là à, ví dụ như đài à, họ bây giờ đúng là anh Hùng đại có anh Hùng gì đâu rồi à, không khi, trong khi mình ở nhà mà người khác phải hy sinh cho mình được an toàn à, thì à, một người khác nữa là mai trần thì nói ở nhà thì đừng có cầm len các nhân viên y tế đang kiệt sức nên phải tiếp sức với họ chân à, đồng nguyễn thì nói là xin hỏi bác sĩ phạm cơ năm nay vì lý do an toàn mình khỏi đi khám tổng quát thường xuyên có lợi hơn hay là vẫn đi như thường lệ đấy trả lời vâng, đi thưa anh uh, bây giờ là người ta chỉ khám khẩn cấp mà thôi nếu anh uh, không khám thường lệ thì anh anh nên điện thoại thế nào bác sĩ cũng cho anh à, dời lại ngày khác bởi vì à, thời buổi bây giờ là cái thời người ta tránh ra ngoài và nếu mình đi khám thường lệ là cái chuyện không nên đi ra trừ trường hợp khẩn cấp mình đau yếu thì mình mới đi mà thôi thành ra anh nên yên tâm cái chuyện đó bác sĩ của anh sẽ không có thắc mắc gì chuyện đó bởi vì văn phòng của họ cũng nhận được lệnh là, là chỉ khám trường hợp khẩn cấp mà thôi và không có anh đến khám, và không có đến khám thường lệ vì sao đến thường lệ ngồi ở đó rồi chất đóng ra ngồi sát nhau thì là còn gây nguy hiểm nữa thành ra anh nên yên tâm yeah. Yeah. cũng tiếp lời anh cơ thật nhanh thôi Tôi không biết là anh ở tiểu bang nào nhưng mà Texas trong cái xác lệnh đặc biệt của ông thống đốc Brecht Abbott ký ngày hôm qua đã ngoài cái chuyện là cho phép một cái phòng được chứa hai bệnh nhân. Ông còn yêu cầu các nhà thương trên toàn tiểu bang rời hoãn lại những cái ca mổ hoặc là điều trị những cái cái chứng bệnh coi như là không có nguy hiểm thì có thể phải được rời lại. Cho nên cũng khuyên các bác sĩ tư nhân, các phòng mạch tư nhân là cũng nên chuẩn bị cho những cái chiến dịch khác thay vì những cái cuộc khám bệnh bình thường. đúng oh, dạ. họ oh, 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 được lên cả dạ, oh, vâng. tất cả đều có lên hết. Dạ. Dạ. vậy thì à, có một à, khán thính giả đang theo dõi trên Facebook nói là em thấy việc đeo khẩu trang vào thời điểm này là rất cần thiết vì mình chưa chắc chắn là mình bị nhiễm hay không. À, vì vậy khi đi ra ngoài mua đồ mình cũng nên đeo khẩu trang là cái cái mask á, để hạn chế hết phải virus. À, thực sự ra thì mang khẩu trang đó nó không có 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 ngăn mình được không ngăn được được nguy hiểm nhưng mà nó làm mình khỏi lây qua người khác thì cái đó nó nhiều hơn yeah. mình khỏi quay lây qua người khác yeah. mình không làm lây người khác rồi một uh, cổ cũng có nói là cổ uh, khi mà cổ không có đi mua được những cái khẩu trang uh, bây giờ rất là khan hiếm thì cổ đi may À, đến một cái tiệm nào đó ở trên đường Darius Ford đó, để mà may cái khẩu trang từ chất liệu vải dùng để cách ly phòng mổ trước mắt sẽ cung cấp cho sở cảnh sát nhân viên y tế và những ngành nghề hiện tại rất thiếu. Cơ vậy thì sao vậy à, này, cơ. đi may khẩu trang như vậy thì chú cơ nghĩ sao chú cơ? Không cái đó là cũng tùy mình để mình cảm thấy rằng là mình may được cái khẩu trang để mình mang mình yên tâm thì mình cứ làm bởi vì vấn đề hiện nay tôi cho rằng là À, làm gì cho mình yên tâm là điều tác à, động tâm dạ. lý là nó có à. thôi anh cơ có lẽ cũng vì <laughs> lịch sự không có nói hoạch tẹt tôi chịu trách nhiệm điều tôi nói những cái khẩu trang mà đặc biệt để chống vi trùng này đó cần phải được thông qua từ những cái cơ sở y tế không thể nào tới một cái tiệm nào đó trong cộng đồng ở trên đường derry tức là khu Air của chúng ta may sao mặc dù cái hàng cái vải đó là được dùng để may những cái mặt nạ chống nhiễm trùng vi trùng của các nhân viên y tế, nhưng khi may xong rồi họ phải đưa đi certify. Bây giờ cái location cái địa điểm đó ai làm chứng cái này là hoàn toàn biết đâu cái vải đó trước khi trên đường tới đó nó đã bị lây nhiễm từ cái không khí rồi thì sao? I can you Yeah. <laughs> dạ đó là ý kiến riêng của chương trình thì uh, tùy Mua theo quý kia. vị dạ, dạ. dạ tùy theo quý vị uh, quý vị nghĩ như thế nào tác động tâm lý thì với nhiều cái hơn. vấn đề dạ. mà bây giờ thiếu khẩu trang quá rồi có những người cũng uh, uh, tự đi mai khẩu trang ở các nhà mai như vậy thì uh, để mà đeo uh, thì uh, uh, như thế nào uh, xin niên thị mông niên thị mông À, xin chào cà phê sáng chúc tất cả nhân viên của đài và gia đình luôn mạnh khỏe bình an tôi rất thích hai chương trình tin tức 7 giờ và 8 giờ sáng đây là món ăn tinh thần bổ ích à, xin cảm ơn à, quý vị à, đã yêu mến và theo dõi các à, chương trình của cà phê cà phê của đài việt tv mời quý vị nếu mà yêu mến thì quý vị hãy follow à, việt tv facebook để mà có thể coi thêm những chương trình khác nữa trong cái thời gian này thì chắc chắn sẽ đài sẽ à, cố gắng bằng hết sức mình để mà cung cấp thêm những cái tin tức mà chúng tôi cảm thấy nó giúp ích được phần nào cho cái cuộc sống của chúng ta hiện tại cũng như là những cái tin tức cập nhật từ những cái đài lớn thì chúng tôi cũng có những cái ban dịch thuật để mà dịch ngay để đưa đến cho quý vị kịp thời nhanh nhất có thể nhé quý vị hãy bấm cái follow cái trang việt tv ở trên facebook xin cảm ơn chúng tôi thấy có anh Trân Đồng Nguyễn là tôi muốn hỏi Tường Minh là nếu hẹn chụp ảnh ngoài trời xa nó đi đứng xa chụp ảnh bằng zoom để quay khỏa có được không? Chắc chắn. <laughs> <laughs> tôi nghĩ là không nên không là nên. bởi vì hiện nay đó là có những cái lệnh gọi là việc đó là không cần thiết Thế việc đó, thì đó mình là không đi mình cần thiết đi. Nhưng mà để khoan khoan như vậy đâu Nên Mình gây ascental. quả nhưng mà mình làm cho người ta cảm thấy rằng là uh, Cần phải đi ra nên ngoài Dung dân dung dẻ không? Dạ, yeah. Nó không Đúng đúng, yeah. đúng Cái đó là nên yeah. yeah. essential Dạ yeah. yeah. Dung dân Not dung dẻ dạ. Nhưng mà đối với em đó Cái đó là là rất là cần thiết À, bởi vì là nó sẽ làm cho tinh thần của... lại nói ngược lại thế nào cũng bị ném đá tinh thần bây giờ nếu mà mình mình đâu có đụng chạm với ai mình đâu có đi ra ngoài xã hội đâu mình đi vô rừng mà mình đi vô đồng cỏ mà ở ngoài mà đâu có đụng với va chạm với xã hội đâu sao anh cấm em tôi đâu có cấm chính quyền cấm chứ tôi nào cấm ông cái đó nó làm giảm cái tác động tinh thần của người dân chị biết không yeah. nếu người ta thấy dạ yeah. thành ra cái đó cũng trong em. khi cô yeah. kêu gọi quần chúng tiếp tay với ở chính nhà. quyền ở nhà mà giờ cô nói tôi sẵn sàng tôi đi chụp hình một cái chuyện không cần thiết nếu <laughs> nhưng mà à. nếu chị tường minh đi chụp hình được thì tôi cũng đi chụp hình được mọi người chụp hình được chụp phim tất phim cả được. những cái à. phóng viên trong đài này đều có biết chụp hình cả thì đều đi cả thì gây ra lỗi thôi lắm <laughs> đúng không nên nêu gương xấu vâng, dạ. vâng. không vâng. đúng 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 thank ta, you dạ, <laughs> à, không phải là tường minh à, không phải là tường minh à, là nói ngược lại nhưng mà à, mình à, khi có ý kiến thì mình sẽ đưa ra để cho quý vị à, nhận thấy đâu là cái cái sự thật thôi dạ mình nêu lên ý kiến của mọi người coi như là chú cơ trả lời như vậy thì mình uh, chấp nhận là cái đó là việc không cần thiết uh, nhưng mà chụp hình ở sân sau của mình thì được cái đó dễ dàng dạ không ai biết hết cái đó đấy không ai biết đông Đóng học dạ miễn đừng có mà lang thang đi ra ngoài đường là được rồi còn ở trong nhà mình thì mình muốn làm gì mình làm sân sau sân trước yeah. uh, thì mình uh, muốn làm ở trước nhà mình thì mình thay áo dài ra đứng cứ trước cửa chụp cười, cười. dạ chúng tôi mời quý vị gọi vào bảy một ba chín ba một một năm sáu không cũng như là có thể để những cái comment ở phía bên dưới của <laughs> à. Việc uh, TV trên Facebook thì chúng tôi sẽ đem những ý kiến của quý vị ra thảo luận à, Có nhiều người thì cũng muốn uh, đem lại một chút xíu những cái tiếng cười trong cái uh, giai đoạn này Thì có vẻ như là ai cũng rất là căng thẳng Kể cả chương trình Cà Phê Sáng cũng bị ảnh hưởng uh, Mất đi những cái tiếng cười bình thường uh, của những cái chương trình khác Nhưng mà cái đó là tình hình chung thôi Muốn khỏi căng thẳng đó thì sáng nay tôi có nhìn được bốn uh, cái hình rất là đẹp uh, Trong kỳ thư một cổ của, của đài đó Người ta gửi từ những phóng viên của... Uh, Đài Việt TV giờ uh, lấy được ở trên Washington DC vì bây giờ đây là mùa hoa anh đào, dạ. thành ra rất là đẹp và họ gửi về thấy quan cảnh rất là trống vắng Thấy tội ghê mà dạ. người ta cũng cấm luôn cả xe hơi đi vào đó nữa, bởi vì họ sợ rằng người đi coi đông quá thì nó cũng coi như là khuyến khích người ta nên ở nhà chứ không nên đi ra đường. Dạ. dạ. dạ đúng rồi. Thì cái uh, hoa anh đào năm nay thì nở như vậy cũng là uh, khá sớm. À, chúng tôi thấy chị Cúc Kim nói là chào cà phê sáng chúc tất cả mọi người được bình an. Cho em hỏi, nghe nói tối nay 11 giờ 59 sẽ có lệnh giới nghiêm vậy có đúng hay không? Xin cảm ơn. Thì cái lệnh này chưa có. Tôi, chưa tôi, có tôi, không, nghĩ, tôi trên không nghĩ đa là Đà là là, 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 là là khác. Còn dưới này chúng ta chờ tới 9 rưỡi sẽ có. trên cũng không phải là Chứ lệnh giới, 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 giới nghiêm. Không yeah. phải là lệnh giới nghiêm chỉ có cái lệnh kêu là nên ở nhà đừng ra đường vậy thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah shelter in place đó. Nó đó, lúc là hai hai nhà nhà. À, cái tin đó là có hai chỗ sai. Thứ nhất là cái giờ không phải là giờ Houston mà là giờ Dallas và áp dụng cho Dallas thứ hai là không phải lệnh giới nghiêm mà là cái lệnh ở từ ở nhà. Thành ra chỉ nên cẩn thận thành ra khi yeah. mình đọc tin này tin kia thì có quý vị nên cẩn thận một chút. Nhiều khi mình cái tâm lý mình sợ đó thì mình đọc cái gì thành ra cái chuyện sợ hãi không chứ không phải là cái chuyện bình thường. Dạ. Yeah thì chín giờ rưỡi sáng nếu mà à, có thể thì cũng có 30 thể ba phút nữa, ba dạ, chục phút nữa thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ có nhận được cái lệnh là uh, shelter in place uh, khuyên là ở nhà hay không. Dạ nhưng mà nếu mà vẫn chưa có lệnh thì uh, trong cái thời buổi này thì nếu tụi như mà vẫn có thể chụp hình, hả không? Chụp hình sân <laughs> sau thôi. Dạ, e, tự minh là người rất là I can you. Dạ, nghe lời nghe lời chú cơ chụp hình ở sau nhà approve <laughs> đừng có đi lang thang ra phạc ra đường, à, nhưng mà có một cái Thí dụ như mình đi ra đồng không mông quạnh mà mình cũng không được đi nữa là cũng hơi buồn nha. Không phải chị mình chỉ đó đừng có nêu hương <cười> xấu. Đi <laughs> <laughs> tưởng mình chỉ nói là hơi buồn thôi chứ đừng mình đâu có đòi đi đâu mà nêu hương xấu buồn chứ. À, đang cái mùa hoa anh đào nở nè, mình cũng không được đi chiêm ngưỡng nè. đang cái mùa blue bonnet nè mà mình phải ở nhà hai tuần blue bonnet nó, nó, nó tàn hết rồi chú cơ tàng đâu? bây giờ bây chưa giờ có mà nở rồi nở đẹp lắm rồi đó đó ngồi tiếc có tại vì <laughs> cách đây hai tuần là tôi đi ra xuống xuống dưới cái chỗ mà independence thì thấy không có gì hết á cách đây hai tuần tôi không nghĩ rằng là nó có sớm như vậy dạ yeah, tôi yeah. thấy có nhiều người họ nhanh họ họ nhanh chứ... hình lên họ yeah. đưa hình lên nhưng mà hình nó không rõ ràng hình, hình đó nó không có đẹp nhiều hình cũ thôi cho tôi nghĩ là chưa có đâu có Chúng... thể là có là tuần này hoặc tuần sau dạ yeah công nguội chiên lại Tại hả? Tại vì cách đây hai tuần tôi đã đi rồi mà nó vẫn không có một chút gì, không còn một chút hoa vàng, không Vậy có giờ một chú không hoa đi hoa đâu. đúng chỗ. Không... Nấu no, tôi đi cái chỗ mà tôi bình thường đi. <laughs> Khổ quá. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây. Xin chào. Dạ. Chào anh. À, tôi 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 tên là Võ đó. Tôi muốn uh, quý vị liên hệ với lại cơ quan chức năng à, hỏi trang cái tình hình như thế này hiện giờ á, thì ở một số chợ á, trong vấn đề mà cái covid 19 chín này nè có những cái đối tượng nói dùng vũ khí cho hành hung Cái người á châu này do đó mà mình có thể là dùng vũ khí để chống cự lại tại vì như vậy có nhiều như vậy bảo vệ cho mình tôi thấy trên cái 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 cái, cái tin nhắn tôi thấy có những người đã bị gặp mặt đó Do đó mà quý vị nên liên hệ với cơ quan chức năng Trong tình hình này phải làm thế nào Dạ, cảm ơn ạ Anh anh chờ trên đường live Tại vì có một vài điều chúng tôi cần phải hỏi rõ chi tiết Trước khi mà lên tiếng góp ý thêm Thứ nhất anh gọi từ đâu? Dạ tôi gọi từ nhà anh Anh gọi từ đâu à. anh? Ở phố thành nào? phố nào dạ. Ở Houston anh? Ở Houston, anh đọc cái nguồn tin đó là tin nào? À, nhận được cái uh, trong cái máy của tôi mấy người bạn phải gửi đó. Mình... Ok rạch, rạch mặt mình... ở địa điểm nào? Thế chưa? Dạ. Tức là nó tôi thể chỉ thể đi nào. vào một vài cái chi tiết phụ thôi để trước khi chúng tôi có thể tiếp góp ý thêm với anh, cái nguồn anh cho nó không có chính xác, chúng tôi không có thể nào kiểm chứng được. Có những cái sự đề phòng đó thôi, chứ chưa thấy có cái tin nào mà người Á Châu bị rạch mặt vì cái vấn đề này hết cả. Dạ, yeah, tin nhắn này phải kiểm Đặc chứng. Đặc biệt là ở Illinois, mặc dù thống đốc ra lệnh coi như là tình trạng khẩn cấp đó, nhưng mà vẫn cho phép giữ súng tại vì để đề phòng có vấn đề thổ vì cướp giật trong cái tình trạng mà thiếu lương thực thực phẩm hoặc là họ quá panic, tức là họ quá khủng hoảng về đầu óc. Chứ còn chưa thấy có cái tin nào gọi là những người Á Châu bị tấn công vì cái coronavirus này hết cả. Ở trên New York thì chúng tôi đã loan tin từ lâu rồi, là, đeo mặt nạ bị kỳ thị thôi là ừ, cái mức quá độc anh anh dạ. kiểm chứng lại cái nguồn tin đó bạn anh gửi cho anh hỏi là cái tin đó ở đâu để cho dạ, nó chính có phải xác có nha. địa điểm cụ thể dạ. rồi dạ, có vâng. tin tức thì mình mới có thể tin được còn cái thời buổi này mà đó, những cái cũng tin nhắn đó là cái giờ... đề tài mà hôm thứ Không, sáu chúng thứ tôi sáu, làm dạ. trên Facebook đó Tính dùng đồn cái Facebook thì rất là nha. nhiều thưa quý vị dạ. à, chúng ta cũng phải coi lại dạ. những cái tin nhắn à, cái thời buổi này thì tin nhắn rất là nhiều bạn bè thấy sốt ruột rồi gửi cho nhau nó lan truyền còn hơn là cái virus vũ hán nữa À, nhưng mà mình khi mà mình có một cái tin thì mình phải coi xem là cái chuyện này nó xảy ra ở đâu, khi nào nó à, phải có một cái địa điểm à, cụ thể cũng như là những cái 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 bằng chứng cụ thể thì mình mới có thể tin được. Không có rời đồn với nhau thôi rồi mình rất là cảm thấy rất là lo lắng. À, hy vọng là anh kiểm chứng thử tự tự mình có thể à, đặt ra những câu hỏi và kiểm chứng thử những cái tin này nhé Ok, bây giờ tôi nói thế này quý vị phải cho người ta đặt nếu mà đặt vấn đề trường hợp đã có có giá xảy ra thì mình phải đối phó như thế nào đó ý ý của tôi gì đó dạ nếu đó như là... mà xảy ra thì phải đối phó như thế nào à, khi mà mình bị kỳ thị và mình bị, hành hung thì mình gọi cảnh sát chứ bây giờ mình đối phó làm sao anh Ờ, gọi <laughs> cảnh sát lúc đó là chắc không có cảnh sát có tới hay không. Chứ bây giờ à, cái cách đệm anh... mà khoan chỉ từ mình, để tránh anh bị gặp cái trường hợp đó, anh nên ở nhà. À, dài, đúng đúng, tự mình vẫn nghĩ vậy <laughs> thôi. Anh nên ở nhà. Người khôn người đến trốn lao sao ta giải ta tìm nơi vắng vẻ. Tại ơi, sao tìm cái trốn đoạn gì trường để đi? À? Dạ. À, được rồi, đổ dạ. À, đổ anh dạ, đổ kiếm. Dạ. Anh đổ okay, kiếm. Anh đến nhà anh uống nước sống hả? Anh uống sống anh gì? OK. Anh đi làm anh vẫn đi làm, nhưng mà những cái trường hợp bị tấn công đó, tôi không nghĩ nó xảy ra ở công sở bị miệt thị bị kỳ thị cái chuyện, anh nghĩ, chuyện anh nghĩ là chuyện của anh nghĩ nhưng mình đặt trường hợp nếu việc đó xảy ra anh à nếu việc đó thì tôi thì sẽ ra là thì... chính quyền tôi, dạ. tôi tôi không có thẩm quyền để trả lời <laughs> câu hỏi đó của <cười> anh <cười> nếu, dạ nếu việc đó hết xảy ra thì mình chỉ có nước mình gọi cảnh sát thôi à, còn thí dụ như anh khuyên người ta là ồ nên giữ súng bây, bây giờ anh giữ súng ở nhà mà anh đi ra chợ anh đâu có mang súng đâu anh đâu có bằng mang súng đâu anh đâu mang súng theo được đâu thành ra anh giữ súng để làm gì anh có biết bắn hay không À, là còn, còn thêm câu hỏi nữa dạ thành thử ra nếu mà anh nói là ồ phải đi mua súng rồi giữ súng này kia cái nọ thì à, đối với tường minh thì cái biện pháp đó ừ, ra, khi riêng ý kiến của à, mình thì nó không có khi được... mà anh có cái quyền mang súng và anh có giấy phép mang súng sau khi anh học qua à, một cái lớp dạy, mà dạy qua mang qua rồi. súng chẳng à. hạn thì <laughs> những cái việc đó nó có ghi ở trong cái Uh, cái, cái cái lớp học đó tức là khi nào thì anh có súng trong người và khi nào anh được, được quyền sử dụng súng đó súng, dạ, dạ, anh cứ theo vâng. cái, cái cái chuyện anh học Nó anh làm thôi. Nhé. Dạ. dạ cảm ơn anh à, chúng tôi thấy à, à, thạch phan nói là cảm ơn chị đã gọi rõ virus vũ hán virus tàu vân 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 à, đại khái là như vậy chào mọi người tôi rất là lo lắng cho các small business à, các nhà hàng việt không biết là họ chịu đựng bao lâu nếu mà tình hình kéo dài ít nhất là một tháng nữa À, bây giờ chỉ có, à, chị có chị hay linh đỗ thì nói bây giờ chỉ có một từ để nói là ở nhà là an toàn thôi chị ạ à. À, đúng thì chúng tôi cũng uh, ngày hôm nay cũng với là mục đích kêu gọi quý vị à, nếu như mà không có cái chuyện gì hết thì à, chúng ta nên ở nhà à, càng nhiều càng tốt mình à, sử dụng những cái gì mình đang có trong nhà thực phẩm thức ăn nước uống trong nhà đã rồi sau khi mà tình hình nó yên ổn rồi mình hãy đi ra chợ ra đường Kể cả là ra chợ vẫn là những cái điều mà chúng ta cảm thấy cần thiết Hay là đi mua food to go đối với quý vị cũng là những cái điều cần thiết Nhưng mà nếu mình có thể nấu ăn được ở nhà hay là mình có thể gọi delivery thì mình gọi à, cho người ta đem tới thì vẫn tốt hơn à, Khi mà tụi mình bước chân đi ra ngoài thì mình cũng cảm thấy có một chút hơi không không có được yên tâm lắm nếu mà muốn support cho các nhà hàng thì mình có thể gọi uh, họ delivery thì mình cũng phải khỏi phải ra đường ha anh Vũ Kim ha. Tôi... cái đó là cái chuyện chẳng đặng đừng thành ra mình cũng không nên uh, uh, trách móc chính phủ được tại vì cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Đúng rồi. Dạ. Tôi 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 cũng muốn trong cái tình trạng này đó muốn rủ anh cơ hoặc là anh cường lên rừng. Lại dài không? nhưng mà không có cùng ly được ủa mà không cùng cụm à, ly thì chán không, chết không, rồi anh cơ em em thấy vô không lên đứng từ no, xa, mình, xa mình, vô mình mình, à. mình mở webcam à. lên mở webcam lên không, phải thay tôi lại nói chuyện <laughs> anh, đi đâu? Đi đâu? anh, nói, anh, anh nói chuyện, đưa tập hợp rồi là không được. <laughs> phải thả, phải thả. Ờ, không tập hợp được tập bây giờ mình. Được rồi. em em một chai, anh một chai, anh ở nhà, anh em ở nhà em. tôi, rồi không, chúng ta... có okay. tôi không có uống ảo, à? tôi không Ủa? có uống hàm thụ, tôi không có uống rượu hoàng thụ. anh uống bia cái... hàm thụ. anh cầm cái chai bia thật chứ không có hàm thụ đâu. no không có, oh. ok. <laughs> dạ vâng rồi anh Nguyễn chào cà phê buổi sáng, mong tất cả quý anh chị giữ sức khỏe mang lại những tin tức hữu ích cho cộng đồng, cảm ơn. À, dạ rồi đến đây thì chúng ta còn rất là nhiều những cái comment nữa cũng như là quý vị cũng đang tiếp tục gọi trong chương trình tuy nhiên thì à, thời lượng cho cà phê sáng cũng đã hết rồi à, phải nói lời chia tay đến tất cả quý vị một lần nữa kêu gọi là quý vị stay home food uh, uh, save a life có thể ở nhà để mà cứu được uh, những cái mạng sống của người khác uh, xin uh, chào và hẹn gặp lại quý vị trong những uh, chương trình uh... Cà phê sáng lần sau và quý vị hãy bấm à, theo dõi, à, follow cái uh, Facebook của Việt TV để mà chúng tôi có thể đưa đến quý vị những cái chương trình khác nữa à, cũng liên quan tới cái uh, tình trạng xáo trộn uh, của chúng ta hiện nay. Hy vọng quý vị cập nhật thêm những tin tức như là giữ sức khỏe, à, an toàn và bình an. Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1855 855 5888